Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2007. Hướng dẫn cách xây dựng hệ thống thang bảng lương năm 2017. Đầy đủ một bộ hồ sơ đăng ký thang bảng lương lần đầu cho doanh nghiệp theo đúng các nguyên tắc xây dựng thang bảng lương quy định tại điều 7 nghị định số 49/2013 NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ, cụ thể như sau. Theo điều 7 nghị định 49/2013 NĐ-CP của Chính phủ quy định, doanh nghiệp tự xây dựng thang bảng lương để nộp cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định. Hồ sơ xây dựng thang bảng lương gồm 1. Hệ thống thang bảng lương. 2. Công văn xin đăng ký hệ thống thang bảng lương. 3. Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương. 4. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương. 5. Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức vụ. 6. Quy chế tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp có phòng lao động yêu cầu, có phòng không yêu cầu. Nhưng rất quan trọng khi quyết toán thuế, chú ý người nộp mẫu biểu phải điền tên, số điện thoại vào và phải trực tiếp đi nộp. Ai làm thì người đó phải đi nộp kèm theo chứng minh thư bản gốc tùy từng nơi. Hệ thống thang bảng lương. 1. Một mã mức lương tối thiểu. Mức lương tối thiểu của doanh nghiệp áp dụng là 3.750.000 đồng trên một tháng vì ở vùng 1 Hà Nội. 2. Là mã hệ thống thang bảng lương đơn vị tính nghìn. Chức danh vị trí công việc, bậc lương. Chức danh thứ nhất giám đốc, mức lương là 8 triệu đồng, bậc 1, bậc 2 là 8.400.000, bậc 3 là 8.820.000, bậc 4 là 9.261.000, bậc 5 là 9.724.050 đồng, bậc 6 là 10.220.000, bậc 7 là 10.730.000. 2. Phó giám đốc, kế toán trưởng, mức lương bậc 1 là 6 triệu, bậc 2 là 6.300.000, bậc 3 là 6.615.000 đồng, bậc 4 là 6.946.000 đồng, bậc 5 là 7.295.000 đồng, bậc 6 là 7.660.000 đồng, bậc 7 là 8.050.000 đồng. 3. Nhân viên kế toán kinh doanh kỹ thuật, mức lương là 5 triệu đồng, bậc 2 là 5.250.000 đồng, bậc 1 phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng và bậc 1. 4. Nhân viên văn phòng, mức lương bậc 1 là 4.200.000, bậc 2 là 4.410.000, bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu là 5%. Cách xây dựng thang bảng lương cụ thể như sau. Bậc 1 không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Đây có thể là mức lương cơ bản ghi trong hợp đồng lao động và là căn cứ để các bạn khai tham gia bảo hiểm xã hội. Ví dụ trong hợp đồng lao động ghi mức lương cơ bản là 4.500.000 đồng, đảm bảo phải lớn hơn mức lương tối thiểu vùng, phụ cấp là 500.000 thì các bạn ghi bậc 1 là 4.500.000. Chú ý, những người đã qua học nghề thì mức lương tối thiểu vùng phải cao hơn ít nhất là 7%. Ví dụ, công ty thuộc vùng 1 năm 2017 mức lương tối thiểu vùng là 3.750.000. Nhân viên kỹ thuật có bằng cao đẳng, mức lương tối thiểu của nhân viên kỹ thuật là 3.750.000 cộng với 3.750.000 nhân với 7% bằng 4.012.500. Đây là mức lương tối thiểu để điền vào bậc 1. Làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thì
cộng thêm 5%. Ví dụ cùng với ví dụ như trên, nếu làm việc độc hại thì mức lương tối thiểu vùng là 4.012.500 cộng với 4.012.500 nhân với 5% là 4.214.000. Như vậy, nhân viên kỹ thuật có bằng nghề và làm việc độc hại thì mức lương tối thiểu vùng là 4.214.000. Suy ra các bạn thể ghi trong hợp đồng lao động là mức lương cơ bản là 4.500.000 là bậc 1, ghi 4.500.000 tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội ghi 4.500.000. Thủ tục gửi thang bảng lương định mức lao động của doanh nghiệp. A. Trình tự thực hiện. Bước 1. Doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương theo các nguyên tắc do chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện. Bước 2. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang bảng lương đăng ký. B. Cách thức thực hiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. C. Thành phần số lượng hồ sơ thang bảng lương định mức lao động của doanh nghiệp. D. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, người sử dụng lao động. D. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện. E. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính, không quy định. G. Phí, lệ phí, không có. Mức lương và các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội năm 2017.